Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái trí tuệ đó cho các bạn đang có mặt trên YouTube cũng như là sẽ coi cái YouTube video này. Đây là trí tuệ rất là quan trọng trong đạo ha. Cái tinh túy, cái cốt lõi của đạo, của chân lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thiền với nhau và thầy mình sẽ chỉ điểm cái tâm giác cho các bạn. Thầy mình sẽ chỉ điểm cái mấu chốt, cái nào là cái bản ngã, cho đến cái sự tinh tế nhất của bản ngã và cái nào là niết bàn. Good job. Các bạn nhắm mắt lại thì các bạn sẽ cảm rõ hơn. Rõ cái người đang ngồi thiền đó. Rõ cái người đang biết đó. Nó có một cái biết, có một cái đang lắng nghe những gì thầy mình nói. Cái biết và đang lắng nghe, cái biết nó có nhiều công dụng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ha. Cái biết nó có thể dùng được 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của cái tâm, của consciousness. Người làm chủ tâm, làm chủ hạnh phúc. Tất cả các master từ ngàn xưa, cho dù là tôn giáo nào, đều là những người làm chủ được hạnh phúc của họ, làm chủ vượt lên khỏi phiền não của họ, làm chủ cái trí tuệ của họ, và còn có khả năng giúp cho người khác làm chủ trí tuệ của chính họ, thì đó là những người giác ngộ. Good job. Và đó chính là cái mấu chốt của sự giải thoát. Giải thoát chính là giải thoát khỏi phiền não của bản thân mình và giúp cho người khác giải thoát khỏi phiền não của họ, thì đó chính là sự giác ngộ, sự giải thoát chân chính. Good job. Rõ cái, rõ cái người đang biết đó. Rõ cái người đang lắng nghe khi có âm thanh phát ra. Cái biết nó đang dùng cái căn, những cái căn đó các bạn có thấy không? Nó sẽ dao động tùy theo nhân duyên. Do nhân duyên sanh, do nhân duyên diệt. Có nhân duyên, có thể là bên trong hoặc là bên ngoài, thì cái tâm biết của mình nó sẽ dao động và chạy theo đối tượng, chạy theo những duyên cảnh. Đó gọi là sự vọng tâm, sự vọng động. Đó cũng là bản ngã thôi. Cho dù là cái biết tinh tế, cái đó chính là hang ổ, là cái gốc của bản ngã. Good job. Cái mà rõ cái đang biết đó, cái mà rõ cái đang biết âm thanh đó, chính là cái chỗ giải thoát chân chính của các bạn. Khi có âm thanh thì nó rõ một lượt cả âm thanh và cái người đang biết. Còn khi không có âm thanh thì nó rõ cái đang biết. Còn khi phiền não bên trong khởi lên thì nó rõ cái phiền não. Cái tâm biết đó, nói một cách khác, nó ứng biến muôn vạn hình tướng của tất cả các loại suy nghĩ, của tất cả những sự động dụng. Ngay cả cái thân này cũng được hình thành bằng tâm. Ví dụ, những người họ sống làm thiện tích đức trong quá khứ thì đời này họ có thân hình tướng đẹp và giàu có cũng là do cái tâm của họ mà sinh khởi cái tướng. Cũng như vậy, đó là lý do mà tại sao rất là nhiều người khi mà họ tu tập, sau 2 ngày cái khóa thiền của Tamira, hình tướng của họ thay đổi thành những con người đẹp hơn,
sáng suốt hơn, tâm hiện tướng ha. Còn những người mà thường xuyên sống bằng tham sân si một thời gian, bạn nhìn vô họ sẽ không có cái nét bình an ha. Họ sẽ lộ cái nét của cái tâm hiện tướng. Còn khi các bạn tu tập một thời gian sẽ nhìn các bạn, mặc dù bạn chưa nói cái gì, người ta sẽ thấy các bạn có lộ cái nét thanh tịnh ra, cái nét mà thanh tao nhã ra, cái sự hồn nhiên ra. Rõ. Âm thanh và người biết âm thanh được rõ một lượt, suy nghĩ khởi lên cũng được rõ một lượt. Thật sự là từng sát na, từng sát na. Trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy nói là sao? Hàng tỷ lần sinh diệt của tâm à, thì hàng tỷ lần sinh diệt có nghĩa là sao? Hàng tỷ lần sinh diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức bên trong và bên ngoài. Nhưng mà cái giác đó rõ một lượt. Và đó là lý do mà tại sao kinh điển có nói là mưa là Phật rõ một lượt. Đó chính là muốn nói đến cái giác ha. Các vị nhận được không? Good job. Nếu mà cái giác đó không rõ mọi thứ một lượt thì Tammy sẽ không nói được đúng tâm của tất cả các bạn đang hướng về Tammy. Các bạn nhận được không? Good job. Cái chỗ chân không đó nhưng mà diệu hữu. Cái chỗ chân không đó Tammy hay dùng cái từ gọi là sự thông minh của vũ trụ. Cũng chính tôn giáo gọi đó là trí tuệ. Gọi đó là cái Phật giác thì dùng ngôn ngữ vậy luôn. Tại vì rõ hết và thông minh một cách không thể nghĩ bàn được, tâm thức không thể nào nghĩ bàn và tưởng tượng ra được. Rõ một lượt mà không phải rõ bằng suy nghĩ nha, bên trong và bên ngoài. Đang rất là thông minh, rất là thông minh. Bây giờ tiếp tục. Bạn có thấy là tâm của bạn bắt đầu, nó cái biết đó khi có âm thanh hay gì đó bắt đầu nó dao động. Các bạn có nhận được cái sự dao động ít hoặc nhiều của tâm của mình hay không? Tùy theo nhân duyên mà nó sẽ dao động nhanh hay chậm, nhiều hay ít. Rồi hết nhân duyên đó nó tự diệt. Mà nếu như vậy thì tại sao con người ta khổ? Con người ta khổ là tại vì người ta có một cái gọi là ký ức. Cái memory, cái ký ức. Tại vì họ cho họ là cái khổ đó là cái vui đó, cho nên được thì họ vui, không được thì họ khổ. Tại họ không có sống ở chỗ giải thoát. Các vị có nhận được không? Good job. Còn các vị sống ở chỗ tâm giác, tâm giải thoát thì tất cả các pháp tự sinh, tự diệt. Đúng không? Mà kinh điển của Lục Tổ Huệ Năng nói là cái gì? Tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cái chỗ đó bạn muốn nó ô nhiễm, nó cũng không ô nhiễm được. Đúng không? Good job. Các bạn có thể gọi là Thượng Đế, các bạn có thể gọi là Phật, các bạn có thể gọi là Chúa, có thể gọi là Mohammed, Allah, vân vân. Đều muốn nói đến cái chỗ chân không diệu hữu, cái chỗ không có tướng nhưng mà là sự thông minh tuyệt đối của tất cả, của cả vũ trụ này.
Nhiều lắm. Nhưng mà khi mà Tammy nói, chia sẻ pháp thì đúng với cái tâm của các bạn lúc hành thiền đó, thì pháp sẽ tương ra, tương ưng với lại cái tâm của các bạn trong thời điểm đó. Chứ không có nói dư, không có nói thiếu. Đó mới là cái sự thông minh của vũ trụ. Tùy theo căn cơ, không nói dư một lời, không nói thiếu một lời. Bây giờ khi mà Tammy nói thì cái tâm của đại chúng, thì cái lời pháp ra thì sẽ khác, không thể nào tương ưng với lại những cái mà đã tuôn ra vào buổi trưa nay được. Rất là tuyệt vời. Mà khi Tammy nói pháp, đố ai không nhận được. Giống như mưa vậy đó, cây lớn là hút được nước nhiều, cây nhỏ hút được nước ít, nhưng mà cây nào cũng nhận được nước, đúng không? Good job. Cùng một lời nói thôi mà đó, cái nghiệp, cái tiềm thức, cái hiểu biết của từng người lại quyết định cái trải nghiệm của họ. Cùng một lời nói thôi, nhiều người lại thấy theo chiều hướng tích cực, nhưng có nhiều người cái tâm họ đang đau khổ, hoặc là họ có nhiều tiềm thức đau khổ, thì họ lại thấy cái đó theo chiều hướng tiêu cực. Các vị có nhận được không? Và cái đó là lý do mà tại sao thế giới này có những con người nó mâu thuẫn với nhau. Không phải là vấn đề của cái người nói. Nếu người nói có cái tâm tốt thì cái đó không phải là vấn đề của các bạn. Đó là vấn đề của người hiểu nữa. Cái gì nó cũng phải có hai mặt. Các vị nhận được không? Good job. Cái tâm đang bình yên, các bạn rõ cái tâm đang bình yên. Mở mắt ra thì cái tâm mà nó thấy, bạn rõ cái, bạn rõ tâm đang thấy, bạn rõ. Bạn rõ được cái người đang thấy không? Khi bạn chụp ngay cái thằng tâm mà dao động, cái gợn sóng đầu tiên của cái tâm thức đó, thì bạn là tam tạng cởi bạch mã ô. Cởi bạch mã, bạn dùng con ngựa đó, bạn dùng cái tâm trí, tâm thức của chúng, của mình. Còn khi bạn mà còn thường á, khi mà các bạn không có làm chủ được tâm, không có dùng được tâm của mình, thì bạn sẽ bị cái tâm thức của mình á. Đức Phật á, người giác ngộ, ví dụ như Đức Phật gọi là monkey mind, gọi là cái tâm nó dao động như con khỉ vậy, hết đu cành này đến đu cành khác, không bao giờ dừng nghỉ. Các bạn hành thiền, các bạn quan sát, các bạn thấy nó có đúng như vậy không? Good job. Người càng có nhiều phiền não chừng nào thì cái tâm nó càng phóng như con khỉ chừng đó, phải không? Tự nhiên nó cũng suy nghĩ nữa, không thấy cái gì nó cũng suy nghĩ, là cái đó biết là tiềm thức cũ ha. Còn có duyên mà nó suy nghĩ, cái đó là chuyện bình thường. Nhân duyên mà sanh, nhân duyên mà diệt. Và có rất nhiều trường hợp cái nhân duyên nó khởi lên cái nhận thấy, nhưng mà cái suy nghĩ liên quan đến tiềm thức cũ nó trồi lên nữa. Đó. Bởi vậy tứ niệm xứ gọi là sao? Các bạn phải nhìn thấy mọi thứ như chính nó. See everything as it is. Mình chỉ rõ thôi. Cái rõ này nó có tốt có xấu không? Mà tốt là xấu là cái gì mới được? Mình nhìn con khỉ mình nói nó xấu, nhưng mà bạn gái và bạn trai của nó là nó đẹp, hiểu không? Đúng không? Vậy xấu với tốt là do cái gì? Do nhân duyên, do đời này bạn là ai, bạn ở cái nước nào, rồi bạn là loài nào, thì bạn sẽ có những cái tiềm thức đó. Nhưng mà cái đó không phải là chân lý tuyệt đối, các bạn nhận được không? Good job.